Như vậy tích cũ của cô là 20, tích mới là 120. Và 120 này chính là bằng tích cũ được tăng lên 6 lần. Vậy 6 lần này là do đâu mà tăng lên được 6 lần? Thì các con chú ý, 20 nhân với 6, mà 6 ở đây chính là bằng 2 nhân với 3. 2 nhân 3. Và các con quan sát nên hiệu trên bảng của cô. Thừa số thứ nhất mà tăng 2 lần, thừa số thứ hai tăng 3 lần, thì hiệu, cô xin lỗi, thì tích sẽ tăng lên 2 nhân với 3. Cô gọi số lần tăng thêm ở thừa số thứ nhất là M, và gọi số lần tăng thêm ở thừa số thứ hai là N. Như vậy tích sẽ tăng lên M nhân N lần. Bây giờ cô có nội dung kiến thức thứ 7. Nếu thừa số thứ nhất tăng M lần, thừa số thứ hai tăng N lần, thì tích tăng M nhân L, M nhân N lần. Thế ngược lại, nếu bây giờ số thừa số thứ nhất cô giảm đi M lần, thừa số thứ hai giảm đi M lần, thì tích sẽ thay đổi thế nào? Cô cùng các con sang ví dụ tiếp theo. Cô có ví dụ như sau. Cô có phép nhân 9 nhân 4 bằng 36. Bây giờ cô sẽ giảm thừa số thứ nhất 3 lần và giảm thừa số thứ hai 2 lần. Cô viết như sau. 9 chia cho 3, tức là thừa số thứ nhất giảm 3 lần, nhân với thừa số thứ hai là 4, cô giảm đi 2 lần, bằng. Ở đây chúng ta thấy 9 chia cho 3 bằng 3, 4 chia cho 2 bằng 2, như vậy 3 nhân 2 là bằng 6. 6 ở đây chúng ta thấy là tích mới, tích cũ là 36, vậy tích mới đã bị giảm đi. Vậy giảm đi thế nào? Chúng ta quan sát tiếp. 6 ở đây chính là bằng tích cũ giảm đi 6 lần, mà 6 lần ở đây chính là bằng 6 lần đây chính là bằng 3 nhân với 2. Nhân với 2. Như vậy, khi chúng ta giảm thừa số thứ nhất đi M lần, thừa số thứ hai giảm N lần, thì tích sẽ giảm M nhân L lần. Đó chính là nội dung kiến thức tiếp theo. Nếu thừa số thứ nhất giảm M lần, thừa số thứ hai giảm N lần, thì tích giảm M nhân N lần. Như vậy, cô vừa cung cấp với các con một số nội dung kiến thức cần ghi nhớ. Các con cần chú ý nắm chắc cho cô giáo những nội dung này để chúng ta vận dụng vào phần thứ hai. Đó là những bài tập có liên quan tới sự thay đổi của tích khi chúng ta tăng lên một số lần nào đó.